2012 tại chùa Kỳ Viên, Sóc Lớn, tỉnh Bình Phước, huyện Lộc Ninh, người dân đồng bào Khmer, các phun sóc đã tập hợp về chùa rất đông vui và nhộn nhịp. Hàng năm, cứ đến ngày 15 tháng 6 âm lịch, tháng Asat của đồng bào Khmer, đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung và người dân tỉnh Bình Phước, huyện Lộc Ninh nói riêng lại tổ chức lễ nhập hạ, còn gọi là Bun Chom Vosa, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, gia đình yên vui hạnh phúc, đồng thời dâng các vật dụng sinh hoạt cho các chư tăng tại chùa trong 3 tháng nhập hạ. Sư Đại Đức Pháp Quyền Thạch Nê cho biết, năm nay do là năm nhuần của lịch Khmer, lễ nhập hạ của đồng bào Khmer rơi vào tháng nhuần thứ 2 của tháng Asat. Lễ nhập hạ của đồng bào Khmer có thể chia làm 2 ngày chính. Ngày thứ nhất diễn ra vào buổi chiều, đồng bào sẽ đem lễ vật đến chùa để làm lễ cầu nguyện. Trong ngày này, lễ vật không thể thiếu là những cây đèn cầy to lớn được các Phật tử dâng đến chùa để thắp liên tục, không để tắt trong 3 tháng nhập hạ. Ngày thứ hai, đồng bào Phật tử đem cơm, nước, gạo đến chùa dâng lên sư sãi nhằm cầu siêu cho người quá cố và cầu bình an, hạnh phúc cho phun sóc. Trong 3 tháng nhập hạ, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 âm lịch, ngoài việc thắp đèn cầy, các chùa Khmer còn đánh trống vào 2 buổi sáng, bắt đầu từ 4 giờ đến 5 giờ và chiều từ 16 đến 17 giờ, để giúp cho đồng bào của phun sóc chủ động được thời gian trong hoạt động sản xuất và sinh hoạt. Lễ nhập hạ được tổ chức vào mùa mưa, khi bắt đầu mùa gieo trồng và cày cấy theo lịch của đồng bào Khmer. Lễ nhập hạ có ý nghĩa quan trọng đối với sư sãi và đồng bào Khmer, vừa tạo thời gian để sư sãi chuyên tâm học đạo, trau dồi giáo lý và tự vấn bản thân trong quá trình tu hành. Yeah.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngược dòng lịch sử cách đây hơn 26 thế kỷ, nơi xứ Ấn Độ đã xuất hiện một bậc thánh nhân, đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức hạnh của Ngài như hàng vạn đóa hoa sen tỏa ngát hương thơm, tung bay khắp muôn phương. Giáo lý của Ngài là một dòng nước cam lồ, rưới mát vào tâm linh của chúng sinh, xóa tan bao nỗi ưu phiền, tham lam, sân hận, tà kiến. Nhiều vấn đề hiện thực đa dạng giáo dục, từ gia đình cho đến xã hội, đều được Đức Phật chỉ dạy. Chẳng những thế thôi, mà Ngài còn chỉ cho chúng ta hiểu rõ nhân quả, tội phước khổ vui, và diễn bày phương pháp bỏ ác, diệt khổ, đưa chúng sanh đến quả vị cứu cánh giải thoát Niết Bàn. Chính đời sống và chân lý của Ngài là một quyển kinh sống động, thể hiện giáo lý qua nhiều khía cạnh. Nhìn thấy nhân loại đắm chìm trong bóng tối vô minh, gây tạo nhiều ác nghiệp, để rồi phải lãnh thọ nhiều quả báo đau thương. Vì lòng từ bi, Đức Phật thị hiện ra đời, nhằm khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Xuyên suốt 49 năm hoằng truyền chánh pháp, Đức Phật dùng vô số pháp môn phương tiện để giáo hóa chúng sanh, nhưng không ngoài giới, định, huệ, vì đó là nền tảng căn bản cho tất cả các pháp lành thế gian và xuất thế gian. Cho nên trước khi nhập Niết Bàn, Phật dạy tứ chúng: các con hãy y nơi chánh pháp, lấy giới luật làm thầy hướng đạo, để vượt bể khổ lên bờ giác. Thank you.
rất ít nhái chẳng hạn thì sinh đẻ rất là nhiều, cho nên
chư Đức Phật thì muốn chư Đức Tăng an cư tại một nơi nào đó, thì kính thưa quý Phật tử, về thời Đức Phật còn tại tiền thì mình nói về chùa chiền thì rất là hiếm hoi, thì có thể là chư Đức Tăng chọn một gốc cây hoặc là một nơi nào đó mà không bị mưa tạt, hay là có thể là che nắng che mưa được để an cư trong 3 tháng từ rằm tháng 6 đến rằm tháng 9. Và trước khi an cư thì mình nói đã an cư thì không có còn đi chỗ này chỗ khác chẳng hạn, cũng nghĩa là mình không còn đạp mấy cái con rắn rít đồ này nọ, thì có đại khái là chư Tăng thì ở một chỗ để tịnh tâm. Cho nên quý Phật tử dân cái y này gọi là y tắm mưa, có nghĩa mình dùng để tắm nước mưa. Mình nói cho dễ hiểu là cái y này dùng để tắm nước mưa. Tại thời nhà hồi thời Đức Phật còn tại tiền á, chứ là Đức Tăng thì đắp y á, có nghĩa là y chủ yếu là gọi là y băng school, có nghĩa là mỗi khi mà có người mắc á, người ta đem cái người đó đi bỏ một cái nơi rừng hoang vắng, của chư Đại Đức Tăng đi lấy cái y áo đó để mà mai thành cái y của chư Đại Đức Tăng mặc. Mà khi mà an cư á, thì có nghĩa là chư Đại Đức Tăng cũng hạn chế trong việc đi lại, cho nên quý Phật tử làm cái lễ dân y này để cho chư Đại Đức Tăng sử dụng chủ yếu trong 3 tháng. Có nghĩa là sau này vẫn sử dụng được, nhưng mà mình nói đại khái là sử dụng trong 3 tháng là an cư. Nên người, và cái chuyện thiết nó có cho đến thời hôm nay. Mặc dù hôm nay tới bây giờ thì mình cũng không có còn sử dụng cái y mà để y áo của những người đã quá quản nữa. Tại thời bây giờ thì do cái cũng như trình độ phát triển của khoa học, thì có nghĩa là mình không còn sử dụng cái y áo đó nữa. Nhưng việc dân y đến chư Đại Đức Tăng thì vẫn còn cho đến ngày hôm nay, có nghĩa là cách đây khoảng 2556 năm rồi. Cách đây trên 2556 năm rồi. Và cái việc làm đó là còn giữ cho đến ngày hôm nay. Thì đó là ý nghĩa của việc dân y tắm mưa. Còn nhập hạ thì bắt đầu từ hôm nay chứ đi, thì chư Đại Đức Tăng sẽ hạn chế trong việc đi lại. Còn nếu đi thì cũng như chỉ được đi trong 6 ngày, có nghĩa là trong vòng 6 ngày thì chư Đại Đức Tăng nhập hạ tại một ngôi bổn tự nào đó, thì trong vòng 6 ngày đó phải quay về chùa của mình. Thí dụ chư Đại Đức Tăng nhập hạ tại chùa Sóc Lớn thì cho dù bận công việc hay là đi đâu chẳng hạn cũng không được quá 6 ngày. Đó là trong vòng 3 tháng này. Thì cũng như sư nói về ý nghĩa tóm tắt cho quý Phật tử được hiểu, thì vì cái việc nhập hạ cũng như việc dân y tắm mưa, thì tiếp theo đây thì kính mời Đại Đức có tiếp tục nói về phần kiến mai cho toàn thể Phật tử của chúng ta được hiểu. Hay đôi khi qua mặt điện mà những kỳ tiên đồ xa cứ tiên đồ xa là tiên mũi cứ là đồng bấy dưới của chia ta là thuộc quốc và thọ đồ xa xô mình cả tiền nàm nà xô mình phải nhà xô mặt đầy quý xô mặt tiên bí tiết cứ tha ta lục lưu lâu trong bê đồ xa mặt lăng của mạng sạc ca ở khơi chủ lưu cứ ai đồng ca xô đầy qua thêm ngóp một ca xô thọ sẽ hết của mình và dò chậm. Hay là bất cứ một xa để Phật Bà Sát Phương dùng khán ấy trong lấy thà sự phát ngôn tự liêng. Nên mình sự đọc xí, sự phát ngôn tự liêng, sự phát ngôn tự liêng xí thì sẵn sàng dương. À, Phật Sát Bảo Miên tức tức với thầy tâm trong một lúc bị sẵn sàng muôn cư. À, bị khổ nông một lúc tô, một lúc chơi, một tô với chất, kêu chất sự phát liêng. À, lão Phật Tam thì sự phát ngôn tự liêng như một bản thừa thì bởi vì nó bị nấy lên như Phật Đói, sự phát ngôn tự liêng cứ buôn hát của Smart Lập Bí Mẹt là thật tự nhiên hát là buôn hát Smart Lập Bí Mẹt phần đó về cuộc đọc buôn hát nên sử dụng rung khuôn rung cai trên đường rong tức nên hay là sử dụng thật ngay như nhiên một tục tức như này cũng có nhưng và sáng mà bàn tin đâu ra và cực thương của má này hay là thấy và sáng và tra chưa vây rồng cao tư tiết chứ bạn phần tiên sử dụng mình nên là sử dụng và sáng thừa tiền. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không
ព្រោះមានធម៌សម្រាប់ធម៌ផ្សេងៗទៀតដល់យើងរសានទៅថារួមកន្លែងណាមួយដែលសំគួរមានសំទោសណាក្រុមទុជឿនៅរួមព្រោះឲ្យចាំសម្រាប់ជួបការប្រសាហើយនឹងហើយបើពិឃុសមិនបិចសម្រាប់ធម៌នៅក្នុងស្រុកពុទ្ធវាសនាទៅពុទ្ធវាសនាមានសទ្ធាទៅមកខត់ខត់ឲ្យពិឃុសចាំប្រសាទៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីកសាងទូលបិចទៅឲ្យពុទ្ធវាសនាឲ្យបរិស័ទសម្បានព្រៀម ហើយគេនឹងបានដល់ព្រះសង្ឃដើម្បីបំពេញក្នុងការធ្វើធម៌បីខែដែលបានមករហូតហើយដល់ហើយថាអង្គខ្ញុំប្រកាសថាប្រសូមលើកទានមួយយ៉ាងខ្លីដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការធ្វើបុណ្យជួយព្រះសង្ឃនិងការប្រគេនសម្បត្តិនេះជាព្រះដែលតាមមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសូមព្រះសង្ឃជាបន្តទៅនេះគឺកាលពីមុនចន្លោះនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតនេះមុននឹង មានប្រជាពុទ្ធនឹងមួយបរណាមហើយស្រុកនឹងជាស្រុកមេរបាយមួយដែលបោកមានគ្រួសារវិបត្តិគ្រួសារដែរហើយមេរបាយនឹងទៅរបាយនឹងបាយសម្បត្តិទីតាំងហើយមានសុភាចរាថាបានឃើញប្រជាពុទ្ធតែវិបត្តិអង្គនិមន្តកាត់ស្រុករបស់ខ្លួនហើយមានសុភាក៏និមន្តប្រជាពុទ្ធឲ្យចាំប្រសាដល់ស្រុករបស់ខ្លួន ហើយបានប្រជុំគុនជាតិរបស់ដែលក្នុងស្រុកស្រុកដែលមិនពណ៌នោះឲ្យបានអង្គរបស់ថាដើម្បីមានសុភាជាមួយនឹងអង្គណាថាលើកលោកកសាងទូកគុនគាត់តិចហ្នឹងប្រទេសអង្គហ្នឹងឲ្យចំអង្គហ្នឹងរហូតដល់ចាប់បីខែតែហើយទៅក៏គុនជាតិដែលពុទ្ធរយកោសុពុទ្ធទាំងមេនេះមិនពណ៌នោះថាបានមកមានសុភាខាងអង្គរដល់ខាង ที่ทำการอยู่ประวัติศาสตร์ที่มีจำจำท่านก็เลยมาสมบัติสำหรับครองตึกสินาสนะนึกเรียนอภิสิทธิ์เนี่ยสำหรับบรรดาเราประสงค์อย่างครบครันสำหรับเราทางไปไทยให้ลูกจีนประวัติศาสตร์ต่อไปจับใจเพื่อพอตะไคร้ทุกอย่างเมียนลูกจีนอย่างบุญนักต่อไปประเกณฑ์ ตามสัญญาตาซุยกัดเจตนานั้นซุยมันปอลืมจิตการลงจังหายประปอนแปรเยี่ยมเยี่ยมหมายเนี่ยเมียนคุณนึกพุ่งเมียนปัญญาเฉลวยคือเคยประการลงโดยซ้อก็บัดปีใบดับเลยความผัวมาเกิดทางตามสัญญาตาซุยกัดเจตนานั้นซุยมันปอลืมจิตการลงจังหายประเกณฑ์หาย ท่านรู้สึกมีผู้สั่งผู้อ่านอนุโมทนาเกี่ยวกับท่านรู้ไหมก็นิมนต์เตาเรียนรู้ของเตาเมื่อเยี่ยมบ้านคุณเยี่ยมบ้านโลกสี่จำอยู่บนท้องสองประกอบล้วนพระพุทธองค์อธิบดีต้องสะพานตะการมาสะพานเตาตันแต่ออกเรียนให้เมียนประสานแต่มีปอนแล้วทำพอกแล้วก็สะพานเตาตันจะออกจบเลยมันเยี่ยมจบท่านเตาตันท่านแต่มีปอน ให้菩萨มีระบบที่ระบายก็ทำอย่างนี้เราพวกที่เป็นศาสตร์บุญที่เรามาพอจุบิพอจุบิให้พระเดียนั้นแต่พัฒนาจังมีสบายพอเรื่องทางมาเงียบสบายเรื่องเหมือนกลัวอย่างที่ปิดเปิดเหมือนนี่เปิดตัวศาสตร์อะไรไอ้เซิร์ฟคุ้งอ่ะ xin hồi hướng cái phần phước báo này đến những bậc ân nhân đã quá quảng. Đặc biệt là gia đình thí chủ trong buổi lễ hôm nay như cô Hoa Phan, anh Hưng Trần, Giá Trần, Hoài Chiếc, và anh Thanh, chị Vân cùng toàn thể quý Phật tử có mặt hiện diện nơi đây đã chung hồn phước, kẻ ít người nhiều, kẻ công người của cũng được hưởng phần phước báo mà trong buổi lễ hôm nay. Đồng thời cũng xin hồi hướng phần phước này đến các bậc ân nhân đã quá quản dù tái sanh trong cõi nào, cũng nhờ quay lực của Hồng Ân Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tam Bảo trợ giúp cho hương linh được tái sanh về nơi nhận cảnh, còn con cháu còn hiện tiền, cũng như toàn thể gia đình tín chủ, Phật tử, các em dương tử được tăng long phúc thọ, tập tịnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, được năm điều, được hưởng năm điều thiện pháp của Đức Phật là sống lâu, sắc tốt, ăn vui, sức mạnh và trí tuệ sáng suốt. Quý vị có lòng thành kính muốn cầu nguyện như thế nào cho được thành tựu mỹ mãn, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
luật nhân quả chẳng bao giờ trật. Gieo giống nào thì mọc cây ni. Trồng từ bi có trái từ bi. Gieo bảo an lên cây bảo an. Việc lành dữ do mình tạo tác, sau này mình hưởng hết không sai. Cõi ta bà bất luận gái trai, tin như thế hết ai phạm tội. Phan Thị Hai, Nguyễn Thị Kim Thanh,
Nguyễn Tiên Tạo, Nguyễn Minh Chí, Nguyễn Tiến, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Đình Long, Nguyễn Thị Yên Hoàng, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Thị Sinh, Nguyễn Hùng Sơn, gia đình anh Thanh chị Quân, gia đình cô Ngọc, gia đình ông bà Ngọc Dương, và Phật tử Trần Nguyên Phượng, Quỳnh Thị Ánh Thước, người xin hồi hướng cầu siêu cái công đức của thân nhân của quý vị báo quản, như là Hương Linh, Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Di Lộc, Hương Linh Hoàng Thị Sáu, Nguyễn Thị Văn, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Trung, Đỗ Thị Tiết, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Thị Kim, Lê Thị Lan, Long Thị Châu, Phan Văn Hạ, Phạm Phan Văn Hai và giới tử Lâm Dung, người cũng cầu nguyện Hồng Anh Tam Bảo thí chủ đã tạo cái phương tiện xây dựng trường học, cũng có là gia đình của cô Nguyễn Thị Kim Chi, Trần Thị Thêm cũng cùng bước xây dựng 200 bao xi măng đến nóc chùa, nóc cái trường học của chùa Xúc Lớn. Những quý vị cũng như là biết rằng với chùa Xúc Lớn thì xung quanh đều là nơi khó khăn, nơi chỗ chật hẹp, tuy rằng rất rộng nhưng chỗ là chưa có chỗ nơi cho mấy chú tiểu để học hành, cư trú còn rất là thiếu thốn. Người mới xây cất cái ngôi trường học và phòng học này để cho mấy chú ở và học, nhưng là cái công trình làm chưa hoàn tất, thầy còn rất nhiều cái sự khó khăn. Trong cái mùa mưa thì khó khăn cho giới tử và chú tiểu trong cái an cư thiết hạ của ngôi chùa Xúc Lớn này. Sư cũng mong rằng quý vị Phật tử chúng ta xa gần đều quan hỷ Phật Phúc Đá Báo để tạo lập cái công đức giúp cho sư được hoàn thành cái ngôi trường học để có chỗ ở, chỗ học cho chú giới tiểu và cùng chư đại đức tăng an cư thiết hạ trong mùa mưa này. Sư cũng xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị, nhất là chư thiên được xung quanh ngôi chùa Xúc Lớn. Chư thiên đã được nhận thọ lãnh phần phước báo mà quý vị tạo trong ngày hôm nay, thì xin được năm điều phát tính sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tài. Nếu quý vị cầu nguyện như thế nào thì được chư nguyện Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đồng thời sư cũng xin cảm ơn đến các cấp chính quyền lãnh đạo tạo điều kiện cho ngôi chùa Xúc Lớn để làm cái lễ nhân ngày 80 này được thành tựu công đức. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây chư đại đức tăng cùng tinh cầu an và cầu siêu, xin quý vị Phật tử là thành tông để chư tăng cùng tinh chúc chúc. Nam mô Tát Sa Bố Tát Ra Tu Sam Ma Sam Bố Tát Sa Nam mô Tát Sa Bố Tát Ra Tu Sam Ma Sam Bố Tát Sa Nam mô Tát Sa Bố Tát Ra Tu Sam Ma Sam Bố Tát Sa Nam mô Tát Sa Bố Tát Ra Tu Sam Ma Sam Bố Tát Sa về nhà cha đa na tam pha nu tu 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 lu tu vi tu an ta ro bồ đề sa tam ma sa đa ke sa tam bảo la hòa ngô lòng con kính giác phật tu hạnh tịnh căn nước là phật trừ giới la hòa phật trưởng lão cầu xin cho hóa của tam tinh thành tam bảo la cho được thành tổ mỹ mãn cho được thành tổ mỹ mãn cho được thành tổ mỹ mãn. Thế nào cũng mang bất cứ cái nào
Hôm nay là ngày an cư của mấy sư ở chùa Sóc Lớn. Chúng tôi ở đây là gia đình Thanh Vân, là chị Phượng, chị Phước, chị Hoa, đại diện cho gia đình của cô Hoa Phan, cô Giá Trần, Hưng Trần và cô Hoa Chiếc tới đây để có chút phần quà gửi cho các bác, các chú, các ông ở đây lớn tuổi và gần như là không còn sức lao động. Quán Thế Âm Bồ Tát giữa cõi đời, người cứu vớt chúng sanh vượt qua bao tội lỗi, người đi qua u tối soi sáng tâm muôn loài, người đi qua khổ đau trần gian lại mỉm cười. Quán Thế Âm Bồ Tát rộng mở tâm từ bi, thương thế nhân sầu đau sống quay cuồng u mê, nghe tiếng ai sầu bi giữa bóng đêm cuồng si, trong những cơn tuyệt vọng người cứu con tận mẹ hiền Bồ Tát. Ơi mẹ hiền, mẹ hiền. Ơi mẹ hiền Quan Âm. Ơi mẹ hiền, mẹ hiền. Mẹ hiền Quan Thế Âm Bồ Tát giữa cõi đời, nhìn khắp chốn thế nhân con biết bao lầm than, người cho con lẽ sống khi biết danh hiệu người, người cho con niềm tin từ khi con ngô lẻ đời. Quán Thế Âm Bồ Tát ngày vẫn luôn từ bi, thương thế nhân sầu đau sống coi đời si mê, chan chứa bao tình thương Bồ Tát Quán Thế Âm, con vẫn luôn nguyện cầu niệm mãi danh hiệu.